Hôm nay, chúng ta hãy dành thời gian để dò xem những lời tiên tri trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Cha của chúng ta. Chúng ta hãy xem tin lành răng chương 5 câu 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh. Tại đây, Kinh Thánh đang cho chúng ta biết sự thật rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tồn tại của Ngài ở đâu? Tất thảy chúng ta đều mang theo thẻ căn cước để chứng minh về bản thân thẻ căn cước là thứ thay thế cho danh tính chúng ta nếu chúng ta đang đi trên đường mà đột nhiên bị cảnh sát kiểm tra thì thứ mà họ sẽ yêu cầu để xác định danh tính của chúng ta chính là thẻ căn cước trên thẻ căn cước có ngày tháng năm sinh nơi sống và thậm chí có cả dấu vân tay của chúng ta giống như thẻ căn cước có thể xác nhận danh tính của chúng ta đức chúa trời đã đặt để thẻ căn cước của Ngài trong Kinh Thánh để chứng minh danh tính của Ngài. Nên đã được phán rằng, các ngươi dò xem, cái gì? Dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Nói một cách đơn giản, Kinh Thánh là thẻ căn cước của Đức Chúa Trời. Thông qua Kinh Thánh, Hết thầy chúng ta phải có sự khôn ngoan để có thể nhận biết ngay thẳng rằng Đức Chúa Trời đến trái đất này là ai? Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra Đức Chúa Trời chỉ bằng cách đọc lời trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 13 câu 10. Môn đồ bè đến gần ngài mà hỏi rằng Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng, bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Xem Colossae chương 2 câu 2 hay Colossae chương 1 câu 26 thì thấy rằng sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Đấng Christ, chẳng phải vậy sao? Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật. Nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên, ta phán thí dụ cùng chúng vì họ xem mà, dù xem nhưng không phải ai cũng biết, xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt mà đến vùng đất Israel với danh Giêsu. Rất nhiều người đã gặp Đức Chúa Giêsu Tuy nhiên, trong khi chỉ có vài người công nhận rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thì có rất nhiều người không biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, dù họ cũng nhìn Đức Chúa Giêsu theo cùng một cách. Đó là lý do Đức Chúa Giêsu đã một lần nữa thức tỉnh chúng ta rằng Kinh Thánh là thẻ căn cước của ta. Vậy nên, chúng ta có thể xác minh sự thật rằng chứng cớ để nhận biết Đức Chúa Trời đều có trong 66 quyển sách Kinh Thánh, Chẳng phải vậy sao? Hôm nay, thông qua vài nội dung đơn giản, chúng ta hãy làm chứng rằng Cha An Sang Hồng chính là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này. Tại mỗi nơi chúng ta giao truyền tin lành, rất nhiều người hỏi rằng tại sao bạn tin đấng An Sang Hồng là Đức Chúa Trời? Người ấy chỉ là người bình thường giống như chúng ta thì sao có thể là Đức Chúa Trời được? Giống như lời được chép trong tin lành Matthew chương 13 rằng họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe. Nhưng xem câu 16 thì thấy Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được." Vì chúng ta có kinh thánh là sách làm chứng về Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần chuẩn bị vài câu trả lời đơn giản cho những người hỏi rằng: "Tại sao đấng ăn sang hồng là Đức Chúa Trời?" Thứ nhất, đấng an sang hồng, ban sự sống đời đời cho nhân loại. Sự sống đời đời chỉ có thể được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Vì thế, đấng an sang hồng là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể trả lời như vậy. Đương nhiên, có nhiều bằng chứng cho câu trả lời này. Trong thứ nhất rằng chương 2 câu 25, tin lành rằng chương 6 câu 53, tin lành thưa chương 26 câu 26, Esai chương 25 câu 6, Hebrew chương 9 câu 28 và nhiều điều khác nữa mà chúng ta có thể giao truyền cho họ thứ hai vì đấng an sang hồng đã lập lại sion kinh thánh cho chúng ta biết rằng duy trì đức chúa trời mới có thể lập lại sion có rất nhiều thông tin về một người trên thẻ căn cước của họ tương tự vậy có rất nhiều thông tin về đức chúa trời trong kinh thánh trong số đó nếu dò xem sự kiện Đấng lập lại Sion là Đức Chúa Trời thông qua Thi Thiên chương 102 câu 16 Thi Thiên chương 87 câu 5 Esai chương 33 câu 20 Đa Niên chương 7 câu 25 Lê Vi Ký chương 23 câu 1 thì chúng ta có thể xác nhận sự thật rằng Đấng An Sang Hồng là Đức Chúa Trời đã dựng nên Sion Mọi người lại tiếp tục đặt câu hỏi vì sao Đấng An Sang Hồng là Đức Chúa Trời Chúng ta có thể trả lời rằng vì đấng ăn sang hồng đã ban sự tha tội cho nhân loại nên ngài là đức chúa trời kinh thánh phán rằng không ai khác ngoài đức chúa trời có thể ban cho sự tha tội chúng ta có thể hiểu điều này khi tham khảo tin lành luca chương 5 câu 17, bảy tin lành matthew chương 26 câu 26, vân vân đức chúa trời đã ban cho rất nhiều thông tin để chúng ta có thể trả lời một cách đơn giản đối với câu hỏi của đối phương đấng ăn sang hồng là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về ngôi vua David. Thông qua Khải Huyền chương 5 câu 1, OC chương 3 câu 5, Khải Huyền chương 22 câu 16, thứ hai Samuel chương 5 câu 4, Tin lành Luca chương 13 câu 6, Hebrew chương 9 câu 28, Tin lành Luca chương 12 câu 49, Tin lành Luca chương 22 câu 20, vân vân. Chúng ta có thể giao truyền rằng đấng ăn sang hồng là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể giao truyền rằng vì đấng ăn sang hồng ban cho trái sự sống trong vườn Eden nên Ngài là Đức Chúa Trời. Thông qua sáng thế ký chương 2 câu 17, sáng thế ký chương 3 câu 22, tin lành răng chương 6 câu 53, tin lành Matthew chương 26 câu 17, tin lành răng chương 10 câu 10, Hebrew chương 9 câu 28, vân vân. Chúng ta có thể giao truyền rằng, đã được chép trong kinh thánh rằng, không ai trên trái đất này có thể ban trái sự sống trong vườn Eden ngoài trừ Đức Chúa Trời. Nhưng đấng đã ban cho chúng ta trái sự sống trong vườn Eden chính là đấng ăn sang hồng. Vậy nên đấng ăn sang hồng chính là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh và các đấng tiên tri làm chứng. Chẳng phải vậy sao? Và vì đấng An Sang Hồng đã lập giao ước mới vào những ngày sau rốt, nên Ngài là Đức Chúa Trời. Giao ước mới là thẩm quyền duy nhất mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lập nên. Khi chúng ta xem Jeremy chương 31 câu 31, tin lành Luca chương 22, vân vân, thì thấy rõ ràng những lời này đang thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng Đấng mang đến lẽ thật của giáo ước mới Vào thời đại này chính là Đức Chúa Trời Họ lại hỏi tiếp rằng Tại sao Đấng An Sang Hồng là Đấng Chris tái Lâm Và là Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời Vì Ngài đến thế gian này Theo lời tiên tri về Menchi Sedek Ngài là Đức Chúa Trời Vì Ngài đã cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời Mẹ Ngoài Đức Chúa Trời Cha Không ai có thể bày tỏ về Đức Chúa Trời Mẹ cho chúng ta khi xem lời trong Esai chương 62 thì thấy được chép rằng chính Đức Chúa Trời sẽ lập nên và cho hết thể nhân sinh nhân loại biết về sự tồn tại của Jerusalem. Vì Ngài ban cho chúng ta sự tha tội nên Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời nên Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã lập lại Sion nên Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã bày tỏ và cho chúng ta biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời mẹ Jerusalem mới nên Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã lập ra ước mới, nên Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói được những điều thể này cách đơn giản và dễ dàng. Trong số những câu trả lời đơn giản này, hôm nay chúng ta hãy cùng dò xem nội dung. Vì Ngài đã ban sự sống đời đời cho nhân loại nên Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem lời Kinh Thánh một cách ngắn gọn về nội dung này. Chúng ta hãy mở Thứ nhất Giang chương 2. Hãy xem lời trong Thứ nhất Giang chương 2 câu 25 lời hứa mà chính Ngài. Ngài là ai? Là Đức Chúa Giêsu mặc xác thịt mà đến trái đất này. Lời hứa mà Đức Chúa Giêsu đã hứa cùng chúng ta ấy là gì? Là sự sống đời đời. Sự sống đời đời, tức sự vĩnh sinh, chỉ được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Chứ loài người tuyệt đối không thể ban sự sống đời đời được. Lời hứa mà chính Ngài Đấng đã đến trái đất này với danh Jehovah vào thời đại Đức Cha, với danh Giêsu vào thời đại Đức Con, với danh mới vào thời đại Đức Thánh Linh đã hứa cùng chúng ta ấy là sự sống đời đời. Đây là công việc mà duy trì Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Chẳng phải vậy sao? Vậy, chúng ta hãy cùng xem lời trong tin lành giăng chương 6 câu 53 để xem Ngài đã hứa bàn sự sống đời đời cho chúng ta như thế nào. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Câu 54 chép rằng: Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Ai là đấng duy nhất có thể cho chúng ta biết về con đường thể này? Khi xem thứ nhất răng chương 2 câu 25, chúng ta có thể xác minh sự thật rằng đó là lời hứa và quyền năng mà duy trì Đức Chúa Trời mới có thể ban cho nhân sinh nhân loại. Khi Đức Chúa Giêsu hỏi theo lời người ta nói thì ta là ai? phi đã không do dự mà trả lời rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. phi đã thấy gì mà nhận ra Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời vậy? Führer đã thấy trước thẻ căn cước của Đức Chúa Trời. Vì biết sự thật rằng ngoài Đức Chúa Trời ra thì không ai có thể ban sự sống đời đời. Nên Führer đã nói rằng Chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời. Nên ngoài Đức Chúa Trời ra thì chúng tôi biết trông cậy vào ai? Cho tương lai và sự sống của chúng tôi đây. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy xem tiếp lời trong câu 54. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sa rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thì ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hàng sống, đã sai ta đến và ta sống bởi cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Theo những lời này, Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta phương pháp để nhận được sự sống đời đời bằng cách ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Giêsu. Thậm chí Ngài còn thiết lập cả nghi thức của lẽ thật, đúng không? Nếu tìm được đấng ấy qua lẽ thật này, chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng Ngài là Đức Chúa Trời đến lần thứ hai trong xác thịt. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 26 câu 26. Chương 26 câu 26 chép rằng: Khi đương ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Xem từ câu 17, chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng cảnh này là cảnh giữ lễ vượt qua. Trong tin lành răng chương 6, Đức Chúa Giêsu phán là thịt của con người. Khi nói về toàn bộ cơ thể, chúng ta nói là thân thể, nhưng khi nói về các phần của cơ thể, chẳng phải chúng ta sẽ nói là thịt sao? Đây là lời đồng nhất. Chúng ta hãy xem lời trong câu 27. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: "Hết thầy hãy uống đi." Ngài đã ban rượu nho lễ vượt qua đựng trong chén mà phán rằng: "Hết thầy hãy uống đi." Vì này, tức là rượu nho lễ vượt qua này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Rốt cuộc, chúng ta có thể hiểu ra sự thật rằng thịt và huyết trong lời, ai ăn thịt và uống huyết ta, thì được sự sống đời đời. Được giải thích trong tin lành rằng chương 6 câu 54 chỉ ra bánh và rượu nho của lễ vượt qua. Có nghĩa là, chỉ cần giữ lễ vượt qua, thì chúng ta sẽ nhận được điều gì? Chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Tuy nhiên, không có học giả kinh thánh nào trên thế giới cho chúng ta biết về con đường của lẽ thật để giữ lễ vượt qua này. Không ai biết điều đó. Cũng không có trường thần học nào dạy về điều này. Họ cũng không giữ. Không giữ lễ vượt qua nghĩa là không ăn thịt và không uống huyết của Đức Chúa Giêsu. Nếu không ăn và không uống thì chẳng có cái gì trong họ. Chẳng có sự sống. Nói một cách dễ hiểu thì được biểu hiện rằng họ là những người không thể nhận được sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa. Vậy tại sao họ không giữ lễ vượt qua? Vào năm 325 sau công nguyên, nghi thức chí thánh của lễ vượt qua đã bị xóa bỏ tại công đồng Nikkei. Họ chủ trương rằng đó là lễ trọng thể mà người Judah đã giữ trong kiệu ước và khiến lễ vượt qua bị xóa bỏ. Đó là lễ trọng thể trí thánh mà các thánh đồ hội thánh sơ khai đã giữ. Theo lời dạy của Đấng Christ trong hơn 300 năm, trong khoảng 1.600 năm, kể từ năm 325 sau công nguyên, lễ vượt qua, lễ thật của sự sống đã không xuất hiện trên trái đất này. Sau khi lễ vượt qua biến mất, vô số người đã được sinh ra rồi chết đi. Cứ lặp lại như vậy trên trái đất này. Tuy nhiên, đã không một ai giao truyền rằng phải giữ lấy vượt qua để được sự sống đời đời. Vì sao vậy? Vì duy trì Đức Chúa Trời mới có thể dạy điều này. Đó là thẻ căn cước của Đức Chúa Trời. Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được, chẳng phải vậy sao? Vì vậy, Đấng Tây Chi Esai đã giải thích dễ dàng sự thật rằng Đấng mang đến lẽ thật của sự sống. Lễ vượt qua chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta hãy mở Esai chương 25. Hôm nay chúng ta đang dò xem một phần nhỏ trong rất nhiều thẻ căn cước của Đức Chúa Trời. Hãy xem lời trong Esai chương 25 câu 6. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một riêng rượu ngon. Đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch trong câu 6 nhân vật chính mà sẽ mở tiệc là Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời sẽ mở một bữa tiệc rất lớn và phán rằng Ngài sẽ ban cho một riêng rượu ngon lọc sạch là rượu nho lâu năm chúng ta hãy xem lời trong câu 7 tại trên núi này Ngài sẽ trừ diệt mặt cô đồ đắp trên môn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc Ngài đã nuốt cái gì nuốt sự chết đến đời đời. Nuốt sự chết đến đời đời nghĩa là ban sự sống đời đời, chẳng phải vậy sao? Chẳng phải chúng ta đã đọc về rượu nho và sự sống đời đời trước đó sao? Rượu nho, lễ vượt qua, chính là nghi thức dẫn dắt nhân loại, vốn là tồn tại bị định phải chết đời đời, đến con đường của sự sống. Quả thật, Đấng đã làm công việc này là ai? Ngài đã tuyên bố trong tin lành Luca chương 22 rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Ta đã lập chế độ của lẽ thật này vì các ngươi. Ai đã tuyên bố điều này? Hai nghìn năm trước, Ngài đã đến trái đất này với danh giê -xu và tuyên bố điều ấy. Ngài là ai vậy? Ngài là Đức Chúa Trời chẳng phải vậy sao? Vào thời đại này, lễ vượt qua đã bị biến mất suốt 1.600 năm. Đấng có thể cho phép chúng ta ăn bánh và uống rượu nho lễ vượt qua, tượng trưng cho thịt và huyết của Ngài. Nếu không phải là Đức Chúa Trời, thì không thể là ai khác. Vì vậy, trong Esai chương 25 đã được chép rằng, Ngài sẽ đốt sự chết đến đời đời bởi rượu nho đã được lưu giữ lâu. Vì Ngài vĩnh viễn tiêu diệt sự chết, nên biểu hiện theo cách khác, thì có nghĩa là Ngài ban sống đời đời. Bởi cái gì vậy? bởi rượu nho đã được lưu giữ lâu. Vì sao tại đây lại được biểu hiện là đã được lưu giữ lâu vậy? Chỉ cất giữ một, hai năm thôi thì không phải là lưu giữ lâu đâu. Kể từ năm 325 sau Công Nguyên, trong suốt hơn 1.600 năm, đã không có ai cho nhân loại ăn bánh và uống rượu nho lễ vượt qua. Dù trong Nhất Răng chương 2 câu 25 đã được chép rằng, lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời những lời hứa về sự sống đời đời tuyệt đối không được thực hiện nếu không có Đức Chúa Trời. Và Ngài không chỉ phán lời rằng ta ban cho các ngươi sự sống đời đời mà còn bày tỏ cả phương pháp cụ thể nữa. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nếu các ngươi không ăn thịt ta cũng không uống huyết ta thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ngài đã ban cho sự dễ dỗ rõ ràng thế này. Vậy ai đã đến trái đất này và lập ra lễ vượt qua giáo quốc mới? qua đó chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết của đấng Christ. Sau khi lễ thật của sự sống lễ vượt qua biến mất trong thời kỳ tối tăm tôn giáo, Đức Chúa trời Cha đã đến trái đất này và cho nhân loại ăn bánh và uống rượu nho lễ vượt qua. Thế thì chúng ta phải nhận ra đấng ấy là ai ngay lập tức. Chúng ta hãy xem lời trong Esai chương 25 câu 8. Ngài đã đút sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là ai? Ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta phải nhận ra ngay rằng đây chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta đã mong đợi bấy lâu nay. Câu 9 chép rằng, trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kia ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ngài là Đấng, cứu Chúa sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức giê Chúng ta đã mong đợi Ngài. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự ký rỗi của Ngài. Ngày nay, chúng ta đang giao truyền sự thật rằng lễ vượt qua đã xuất hiện thông qua các phương tiện truyền thông và bằng môi miệng của chúng ta. Tuy nhiên, dù chúng ta nói lễ vượt qua đã xuất hiện, mà tại sao họ vẫn không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã đến? Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kia ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta đang tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha Đấng Christ An Sang Hồng. Đấng đã mang đến lễ vượt qua lẽ thật của sự sống. Chúng ta đã được thấy rõ ràng rằng Cha có thể căn cước của Đức Chúa Trời. Đường thời hội thánh sơ khai cũng vậy. Khi Đức Chúa Giêsu hỏi rằng, theo lời người ta nói thì ta là ai? Các môn đồ thưa rằng, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là một đấng tiên tri nào đó. Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Tức Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này không? bạn là cha ta ở trên trời vậy. Lời này có nghĩa là người đã được mở tai để có thể nghe thấy và được mở mắt để có thể nhìn thấy. Đức Chúa Trời giấu mình khỏi những người khác và bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Trong 66 quyển sách kinh thánh, có chỗ được viết bằng thơ, có chỗ là lời tiên tri, lại có chỗ được viết như một bức thư. Nhưng tất thầy những điều này để cho biết và bày tỏ về ai vậy? Đức Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng trong tin lành răng chương 5 câu 39 rồi. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Nghĩa là Kinh Thánh là thẻ căn cước của ta. Dù có bao nhiêu người phủ nhận Đức Chúa Trời Cha, Đức Chris An Sang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ, Jerusalem mới đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không được nghe những gì người mù nói chúng ta đã xem và hiểu ngài là ai, chẳng phải vậy sao? hết thầy các thánh đồ hội thánh sơ khai đã làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đấng cứu chúa đã đến thế gian này và là Đấng Messi Chúng ta cũng không cần phải cảm thấy lo lắng khi nghĩ về việc nên nói gì với người ta như lời mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Chúng ta có thể nói rằng sự sống đời đời chỉ có thể được ban cho bởi Đức Chúa trời. Thế mà Đấng An Sang Hồng đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Nên nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thì có thể là ai được đây? Chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản như thế này. Vậy thì có chứng cớ nào cho thấy Ngài đã ban sự sống đời đời không? Ồ, chắc chắn là có chứng cớ rồi. Chúng ta hãy hết sức làm chứng về Đấng An Sang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem. Chúng ta phải giao truyền theo phương pháp mà các thánh đồ hội thánh sơ khai đã từng giao truyền. Chẳng phải hội thánh Ephesos có nghĩa là đáng ghen tị hay sao? Tại sao lại được gọi là đáng ghen tị vậy? Vì cứ mỗi khi mở mắt ra thì họ giao truyền rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Bất cứ ai chỉ cần tin Đức Chúa Giêsu thì cả gia đình người ấy sẽ được phước và được cứu rỗi. Ngay cả khi bị giết ở đấu trường La Mã, họ cũng không hề sợ hãi. Tại sao vậy? Vì có lời dạy của Đức Chúa Giêsu rằng những ai chịu sỉ nhục vì danh của Đấng Christ thì khi đến nước thiên đàng Họ sẽ được hưởng vinh hiển lớn lao mà chưa từng được hưởng trên trái đất này. Vì có đức tin tuyệt đối về sự thật rằng thế giới vinh hiển là nơi không có sự chết, không có than khóc, không có buồn rầu, nhưng niềm vui luôn tràn đầy mỗi ngày. Nên họ không coi việc chịu bắt bớ là đau đớn hay khổ nạn. Vì họ có đức tin xác tín. Vì vậy, kể từ hôm nay với đức tin vững chắc mà chúng ta có. Chúng ta hãy tự tin trả lời cho thầy mọi người trên thế giới khi họ đặt câu hỏi. Tại sao đấng An Sang Hồng là đấng Christ tái lâm? Tại sao Ngài là Đức Chúa Trời? Với đức tin xác tín thế này, chúng ta hãy củng cố đức tin của mình một lần nữa. Và hầu cho năm nay sẽ là năm mà chúng ta có thể khoe khoang về Đức Chúa Trời cha An Sang Hồng và Đức Chúa Trời mẹ Jerusalem mới với bất kỳ ai. Dạo này, nhiều người đã thay đổi tên của mình. Nhưng không phải thay tên thì sẽ trở thành người khác đâu. Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Trời đã sử dụng danh giê -xu. Nhưng vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, Ngài sẽ đến với danh nào vậy? Ngài sẽ đến với danh mới. Nếu nói rằng Ngài sẽ đến với danh giê -xu, thì ấy là giả dối. Đã được phán rằng, Ngài nhất định sẽ đến với danh mới. Trong Khải huyền chương 3 và chương 2, Đức Chúa Trời phán rằng, khi đến lần thứ hai, ta sẽ đến với danh mới. Bây giờ, chúng ta đang ở trong hội thánh mà Đức Chúa Trời dựng nên, được nhận lãnh sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa. Và hết thảy chúng ta đều đang đi trên con đường của sự ký rỗi và sự tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho, chẳng phải vậy sao? Thế thì, với đức tin xác tín thể này, chúng ta phải giao truyền tin lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta hãy tìm thêm một lời nữa trong Hebrew chương 9. Hãy xem lời trong câu 28. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai. Không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự ký rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Khi đến lần thứ nhất, danh của Ngài là Giêsu, nhưng về danh của ngài, lúc đến lần thứ hai, thì ngài phán rằng danh mới ta mà viết lên trên người, không phải danh được ban cho vào thời đại đức cha, cũng không phải danh được ban cho vào thời đại đức con, vào thời đại đức thánh linh. Đấng sử dụng danh mới chính là Đấng sẽ nốt sự chết đời đời, bởi rượu nho đã được lưu giữ lâu. Đấng tìm lại và khôi phục lẽ thật của sự sống lễ vượt qua, chính là Đấng Messi. Đấng cứu chúa sẽ đến lần thứ hai chẳng phải ngài chính là đức chúa trời mà chúng ta phải mong đợi hay sao vậy đấng dẫn dắt hết thảy các con cái siôn vào trong lẽ thật của sự sống lễ vượt qua ra ốc mới chính là đấng christ tái lâm mà kinh thánh và các đấng tiên tri đã làm chứng ngài là đấng cứu chúa mà nhân loại hằng mong đợi và là đức chúa trời đó là lý do tên của hội thánh chúng ta là hội thánh của đức chúa trời sự thật là các quý vị và tôi đang đi hội thánh mà đích thân Đức Chúa Trời đã đến để chỉ định, thành lập và xây dựng vì sự ký rỗi của chúng ta. Hội thánh chúng ta không chỉ giữ ngày Sa-bát, giữ lễ vượt qua, giữ các lễ trọng thể, mà còn là hội thánh chính thống, học và thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời. Danh hiệu hay tiếng tăm của một người, dù có huy hoàng đến đâu, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì và đều vô ích đối với việc đi vào nước thiên đàng, họ đã chỉ sống cuộc đời hư không, y như lời hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thầy đều hư không, không giống như những người ấy. Đức Chúa trời đã cho phép chúng ta sống cuộc sống đích thực, hầu cho chúng ta được ăn lương thực phần linh hồn chân thật và uống thức uống phần linh hồn chân thật. Đức Chúa trời Cha, Đức Christ an sang hồng đã dạy chúng ta con đường đến sự sống đời đời và dẫn dắt chúng ta đến con đường của sự kêu rỗi. Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem mới cũng đã được Đức Chúa Trời Cha làm chứng và bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta phải gắng hết sức để đi theo cho đến cuối cùng. Bất cứ nơi nào Thánh Linh và vợ mới dẫn dắt. Vẫn còn rất nhiều người trên trái đất này chưa nhận biết đúng đắn về Đức Chúa Trời của thời đại Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy làm chứng thật ân huệ cho nhiều người với Đức Chúa Trời Cha An Sang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem mới đã đến trên đất này đến nỗi hết thầy người thế gian đều nói hội thánh của Đức Chúa Trời chẳng phải là hội thánh tin và đấng an sang hồng và Đức Chúa Trời Mẹ hay sao bằng cách này tôi mong rằng các quý vị và tôi sẽ cố gắng hết sức hầu cho hết thầy mọi người trên thế gian đều đến với con đường của sự ăn năn sau khi thấy cuộc sống đúng đắn và hành vi ngay thẳng của các con cái trên trời tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay xin cảm ơn